chê Việt Nam lạc hậu không có Internet. Du khách nước ngoài ngã ngửa khi biết mạng Việt Nam xịn hơn cả Mỹ. Việt Nam lạc hậu, tù túng thông tin và thiếu Internet để dùng. Nếu như ai còn có suy nghĩ ấy thì thật là thiếu hiểu biết các bạn nhỉ. Có lẽ những người ấy đã rời xa Việt Nam quá lâu hay tiếp xúc với quá nhiều thông tin không chính thống, thích xuyên tạc về Việt Nam. Đặc biệt là ông bạn hàng xóm xấu bụng bên cạnh, toàn đâm chọc rồi vẽ nước ta thành một đất nước nghèo nàn, tụt hậu. Lúc nào cũng gãy điệu bộ mỉa mai, cho rằng Việt Nam cơm không có mà ăn, huống gì là có Internet mà lướt. Và thế là nhiều người cho rằng Việt Nam kém phát triển, không sử dụng Internet. Thậm chí họ còn tò mò đến nỗi kéo nhau lên diễn đàn Quora, diễn đàn hỏi đáp hàng đầu thế giới để hỏi rằng Việt Nam nghèo đến vậy, liệu có Internet không? Chưa cần đợi Việt Nam phải lên tiếng giải thích, phía dưới câu hỏi ấy đã có hàng loạt câu trả lời từ cư dân mạng nước ngoài đáp trả giúp rồi các bạn ạ. Ad xin đọc lại nguyên văn những comment nổi bật nhất nhé. Đảm bảo các bạn cũng hả hê như Ad cho mà xem. Ôi, bạn thân là kém hiểu biết quá đi mà. Bạn đang quan tâm Việt Nam của năm nào thế? Internet của Việt Nam hiện nay rất phổ biến, thuận tiện, thậm chí là rẻ hơn nhiều nước lắm đấy. Bạn mới là đang lạc hậu đấy. Hãy đến Việt Nam một lần cho biết. Bạn sẽ cảm nhận được kỷ nguyên 4.0 là như thế nào. Tôi cá chắc nếu bạn sang Việt Nam bạn sẽ ngã ngửa như tôi. Tôi trước đây cũng đọc báo chí bảo Việt Nam nghèo. Nhưng sang đến đây thì... Wow, họ giàu hơn tôi tưởng nhiều. Wi-Fi là một biểu hiện rõ nét nhất. Tôi đi từ Bắc đến Nam của Việt Nam, nơi nào cũng có thể bắt được Wi-Fi. Wi-Fi chạy vù vù bạn ạ. Nên đừng lo chuyện không đâu bạn nhé. Vậy mới thấy Internet của Việt Nam được cư dân trong và ngoài nước đánh giá cao như thế nào. Ai rồi cũng phải trầm trồ về độ xịn của nó mà thôi. Chưa hết nhé, cả thế giới còn được một phen ngã ngửa khi biết về những điều kỳ lạ ở Việt Nam. Trên mạng xã hội, một anh bạn người nước ngoài vừa trở về từ Việt Nam vì thích thú đất nước này quá mà đăng tải một câu hỏi. Bạn ấn tượng điều gì về Việt Nam? Hàng loạt cư dân mạng, những vị khách đã từng đến Việt Nam nhảy vào chia sẻ quá trời câu chuyện luôn ý. Ở Việt Nam, tôi có thể mua một SIM trị giá 10 đô la và nhận được 10GB phủ sóng 4G tốc độ cao, dùng thả ga trong vòng một tháng. Ngoài ra, ở mỗi nhà hàng, khách sạn, quán ăn tôi đến đều phục vụ Wi-Fi miễn phí, nhanh chóng và không giới hạn thời gian. Tại Hàn Quốc, tôi phải trả hơn 4 đô cho một cốc nước uống, nhưng chỉ được kết nối giới hạn trong 45 phút thôi đấy. Tôi từng ở một khách sạn 4 sao ở Bali và đã phải 4 lần gọi hỏi về kết nối Internet chập chờn. Nhân viên khách sạn khá lúng túng. Còn ở Việt Nam thì điều này chưa từng xảy ra, hoặc tôi ở chưa đủ lâu để chứng kiến chuyện này xảy ra. Tôi cũng chưa thấy một đất nước nào mà Wi-Fi siêu tiện lợi như Việt Nam. Tôi cũng dám chắc rằng kết nối Internet tại Việt Nam nhanh chóng hơn ở Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Tôi đã đến du lịch ở Việt Nam và ngạc nhiên về điều này lắm. Bạn có thể xem YouTube với chất lượng 1080p ở hầu hết các quán cà phê tại Việt Nam. Nhiều người Việt mang máy tính ra quán cà phê làm việc nhiều giờ đồng hồ. Và dĩ nhiên không nhân viên nào khó chịu vì điều đó cả. Thậm chí người Việt Nam chơi game online trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi. Vâng, thưa đúng như vậy các bạn ạ. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, sở hữu một hệ thống kết nối viễn thông còn nhiều hơn các quốc gia phát triển. Điều đó thể hiện ở việc bạn đứng ở bất cứ một nơi nào trên đường phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, mở kết nối điện thoại ra và sẽ thấy không dưới 10 kết nối Wi-Fi đang sẵn sàng. Có 3 yếu tố khiến dịch vụ Internet, Wi-Fi ở Việt Nam được người nước ngoài đánh giá cao. Đó chính là giá rẻ, không giới hạn thời gian và phổ biến ở khắp mọi nơi. Một giáo viên nước ngoài đã chia sẻ lại rằng Internet ở Việt Nam thật tuyệt vời. Nó rẻ đến mức làm tôi lãng quên rằng tôi đã phải thanh toán bao nhiêu tiền để sử dụng nó nữa. Mỗi quán cà phê, từ cà phê sang chảnh đến những quán cóc vỉa hè đều cung cấp dịch vụ Wi-Fi miễn phí. Chất lượng Internet ở Việt Nam cũng tốt hơn ở Úc rất nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi, thì khi đi du lịch ở cả hai quốc gia, thành thật mà nói, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu khi đi du lịch ở Úc mà không có thẻ SIM với 3G. Trong khi ở Việt Nam, bạn chỉ cần lái xe và nếu muốn biết mình đang ở đâu, bạn chỉ cần dừng lại ở một quán cà phê với giá 1 đô và thế là có Wi-Fi rồi. Tại Việt Nam, hầu hết hàng quán đều xem Wi-Fi miễn phí như là một cách để giữ chân khách hàng. Với mức giá rẻ so với thế giới, chỉ tầm 15 đến 20 nghìn đồng một ly nước, chưa đến 1 đô la, khách hàng hoàn toàn có thể hỏi mật khẩu Wi-Fi và tha hồ sử dụng. Đặc biệt hơn, những Wi-Fi này có đường truyền băng thông khá tốt, đến mức không ít bạn trẻ chọn quán cà phê, trà sữa làm nơi tụ tập cùng nhau chơi game online trên điện thoại.
Bên cạnh sự miễn phí, thời gian không giới hạn là điểm cộng lớn. Trong khi các hàng quán ở một số nước có mức giá không hề rẻ, lại giới hạn thời gian dùng Wi-Fi trong 30 phút hoặc 1 tiếng. Wi-Fi ở Việt Nam là không giới hạn. Một ly nước 20.000 đồng, bạn có thể ngồi cả ngày ở quán cà phê. Hay vài món ăn vặt, bạn có thể đóng đô trong cửa hàng tiện lợi có chỗ ngồi từ sáng đến tối. Việt Nam còn có độ phủ sóng Internet và tốc độ đáng nể hơn so với nhiều nước đang phát triển khác. Điều này đã được chứng minh bởi YouTuber sở hữu 1,62 triệu người đăng ký. Haraldsband nổi tiếng với những video du lịch vòng quanh thế giới đặc biệt hấp dẫn. YouTuber người Na Uy này đã đặt chân đến Việt Nam để thực hiện vlog. Đáng chú ý, khi dừng chân tại một nhà nghỉ ở thành phố Yên Bái, Haraldsband đã tỏ ra rất ấn tượng với tốc độ Internet tại khu vực vùng sâu vùng xa tại Việt Nam. Cụ thể, khi sử dụng công cụ Pitest để đo tốc độ gói Internet được trang bị tại nhà nghỉ, Haraldsband sau đó đã lập tức khẳng định tốc độ tải xuống thậm chí còn nhanh hơn 40 lần so với Đức và nhanh hơn 80 lần so với Ý. Nhiều người cho rằng những lời khen có cánh của YouTuber Haraldsband chỉ mang tính xã giao, khi tốc độ Internet trung bình của Việt Nam nhìn chung vẫn thuộc mức trung bình so với thế giới thôi. Tuy nhiên, tốc độ Internet của Việt Nam vẫn là một đối thủ đáng gờm đối với các ông lớn trên thế giới đấy. Trước đó vào năm 2018, một công ty uy tín có trụ sở tại London đã phát hành báo cáo trạng thái LG phân tích hiệu suất của các mạng không dây di động toàn cầu. Sau khi thực hiện gần 60 tỷ phép đo trên gần 5 triệu thiết bị, trên 88 nền kinh tế, họ chắc nịch khẳng định kết nối 4G của Việt Nam nhanh hơn rất nhiều so với Hoa Kỳ và hầu hết các nước láng giềng Đông Nam Á. Tốc độ, sự phổ biến quá rộng rãi, những trải nghiệm về Wi-Fi ở Việt Nam vẫn vô cùng tốt. Và một điều có lẽ bạn chưa biết, đó là Việt Nam xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng những nước có giá cước Internet rẻ nhất thế giới. Với giá Internet di động trung bình cho 1GB rẻ nhất, chỉ với 0,57 USD theo công bố bởi CAP, công ty chuyên so sánh các dịch vụ Internet, truyền hình và di động có trụ sở tại Anh. Và thế là các bạn hết thắc mắc, Việt Nam có Internet hay không nữa nhé? Dù có những định kiến không hay, những thói chơi xấu của anh bạn hàng xóm nào đấy, thì Việt Nam vẫn luôn làm cho cả thế giới phải ngưỡng mộ và đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kinh tế, quân sự, văn hóa và cả về thông tin dữ liệu nữa. Việt Nam hiểu được rằng Internet là một phương tiện rất quan trọng trong việc phát triển và đổi mới đất nước, đóng vai trò không thể thiếu trong thời đại 4.0 toàn cầu hóa được. Vậy nên, chính phủ hết sức quan tâm, đẩy mạnh đầu tư phát triển và đạt được những thành tựu đáng nể như thế đấy. Thật biết ơn các lãnh đạo nhà ta đã quan tâm phát triển từng lĩnh vực phải không ạ? Đến đây, video cũng xin được kết thúc. Bạn còn điều gì muốn chia sẻ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Còn nếu thấy video hay, đừng ngần ngại cho ad một like, share để ad có thêm động lực chia sẻ đến các bạn những video bổ ích khác. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh bên dưới nếu muốn nhận những thông tin mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau!